Xin chào bạn đã quay trở lại với kênh Đồ Hải Chiều. Vâng, lại là tụi mình cùng với chuyên mục Mây Hỏi Gì Trả Lời đây. Và tuần này thì chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những câu hỏi cực kỳ chất lượng ở đây mà mình nghĩ là Duy sẽ trả lời tốt hơn, đúng không em? Dạ rồi, ok. Mình sẽ tới với câu hỏi đầu tiên ngay sau đây luôn nhé. Câu hỏi đầu tiên của bạn Hiển Phạm Channel, bạn có hỏi là: Hello các bạn, mình thì vừa mới dùng hồ cơ, mới dùng thấy chạy cũng khá là chính xác, sai số chỉ khoảng là 1 giây trên 1 ngày thôi. Thế nhưng mà gần đây thì lệch mất có lúc 4 giây trên 1 ngày cơ. Mình thì không biết có phải là do thời tiết chuyển lạnh cho nên là nó sai số cao lên như vậy không? Thì mong là bạn sẽ giải đáp giúp mình cái trường hợp này. Rồi, ok, một câu hỏi rất là hay ha. Thì mình tạm thời sẽ ít nói đi về cái độ lệch của đồng hồ, tại vì tụi mình đã luôn chia sẻ các bạn là bất cứ cái đồng hồ nào, dù là đồng hồ pin hay đồng hồ cơ hay bất cứ cái hãng nào thì nó cũng sẽ có một cái độ lệch nhất định. Thì em sẽ tập trung nói một cái ý khá là hay, đó chính là liên quan tới cái thời tiết chuyển lạnh hay nói chung là cái nhiệt độ của môi trường xung quanh á. Thì cái việc nó sẽ liên quan tới vật lý, thì các bạn cũng biết rồi, ở những cái vật mà nó nóng thì nó sẽ nở ra, còn nó lạnh thì nó sẽ co lại. Thì cái những cái chi tiết trong đồng hồ nó cũng là kim loại, thì kim loại nó có tính dẫn nhiệt rất là tốt, cho nên là nó cũng sẽ chịu cái tính chất vật lý đó, là khi nó nóng thì nó sẽ nở ra và khi lạnh thì nó co lại. Thì cái việc mà giãn nở đó thì chắc chắn nó sẽ không có làm cho đồng hồ nó bị xáo trộn quá nhiều. Tuy nhiên những cái độ lệch thì dù là một rất ít đó, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái độ chính xác của đồng hồ. Và về lâu về dài thì chúng ta sẽ để ý là nó sẽ lệch nhiều hơn so với những cái thời tiết thông thường, khoảng từ 1 đến 2 hay 3 giây đó một ngày. Ngoài ra còn một cái yếu tố nữa, không chỉ tính những cái chi tiết mà đến từ cái dầu nhớt của cái đồng hồ các bạn. Cái dầu nhớt thì nó sẽ ít bị ảnh hưởng hơn, tại vì bất cứ một cái loại dầu nào nó cũng sẽ có một cái khoảng nhiệt độ mà nó hoạt động tốt. Nếu các bạn đi xe máy, các bạn sẽ để ý là những cái loại dầu nhớt xe máy nó sẽ có thông số về nhiệt độ, nghĩa là ở cái nhiệt độ đó thì cái dầu nhớt xe máy này khi chúng ta khởi động xe lên thì nó sẽ chạy được. Thì với cái dầu nhớt đồng hồ nó cũng sẽ có tính chất tương tự, nó cũng sẽ có một cái khoảng nhiệt độ mà nó sẽ hoạt động tốt nhất. Tuy nhiên thì mình nghĩ là ở Việt Nam thì nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, bởi vì cái giới hạn của nhiệt độ này thì thường nó sẽ xuống âm khoảng âm mười mấy, âm hai mấy độ thì nó vẫn còn hoạt động tốt. Cho nên đây chỉ là một cái thông tin thêm với các bạn thôi, là có thể cái dầu nhớt xuống những cái môi trường nó quá khắc nghiệt á thì nó cũng có thể ảnh hưởng, nhưng mà chắc Việt Nam thì có cái việc mà nở ra hay là co lại một tí xíu như vậy thôi ha. Rồi, ok, cảm ơn những cái chia sẻ của Duy, mình thấy khá là hợp lý và chính xác trong cái trường hợp của bạn ha. Rồi, bạn có thể cân nhắc về cái vấn đề này để biết được là trong cái tình trạng khi mà sử dụng đồ hồ cơ thì nó sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề xảy ra là như thế nào. Ok, chúng ta hãy cùng tới với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Đạt Hoàng. Bạn có hỏi là để gần đồng hồ pin và cơ gần nhau á, thì đồng hồ cơ có bị ảnh hưởng từ trường từ đồng hồ pin hay là không nhỉ? Có một câu hỏi rất là hay ha, rất là thực tế. Mình đang hiểu ở đây là bạn nghĩ rằng trong cái đồng hồ quartz á, nó có cái cục pin. Thì không biết là cái cục pin này nó có tạo một cái từ trường, nó làm cho cái đồng hồ ở cái đồng hồ cơ bị nhiễm từ hay không. Thì câu trả lời của mình có thể trả lời ngay là không luôn, bởi vì pin nó đúng là một trong những cái nguồn năng lượng nó tạo ra những cái nam châm, nhưng mà bản thân cục pin nó không được xem là nam châm, bởi vì mặc dù nó có nguồn điện hay nhưng cái lớp vỏ bên ngoài nó có thép không rỉ nè, hay là nó có những cái vật liệu để chống từ rồi, nên bản thân cái cục pin nó đứng yên một mình nó, thì đa số các loại pin thì nó sẽ không được xem là một cái nam châm, và từ đó suy ra nó sẽ không có ảnh hưởng tới cái đồng hồ quartz của bạn ha. Tuy nhiên thì bạn sẽ nên để ý một vài cái dụng cụ xung quanh mình, ví dụ như là lò vi sóng hay là những cái sạc có nam châm rồi là thì cái đó nó sẽ là có nguồn từ trường nó mạnh hơn và nó ảnh hưởng đồng hồ rất là nhiều ha. Ok, hy vọng là với những cái thông tin mà Duy mang tới thì bạn sẽ có cho mình cái câu trả lời phù hợp nhất. Ok, tiếp theo thì sẽ là câu hỏi của bạn Duy La Quang à. Xin lỗi nếu như mình đọc sai tên của bạn nha. Ok, bạn có hỏi là giờ mình có 3 mẫu đồng hồ cơ có Trash Watch thì mình lại không đeo nhiều. Vậy Hải Chiêu cho mình hỏi là có cách nào để bảo quản con Trash Watch không? Đồng hồ cơ khi mà hết cót rồi, lên cót như vậy có tốt hay không? Hay là giữ trong hộp cót là tốt nhất? Rồi, có một câu hỏi khá là quen thuộc ha. Thì cái cách mà bảo quản đồng hồ mà ít đeo thì như mình luôn chia sẻ các bạn, cách mà lý tưởng nhất vẫn là sử dụng những cái hộp cót mà nó có cái độ xoay tự động để nó trữ cót đồng hồ chúng ta. Ngoài ra thì về cái việc lên cót tay, trước đây thì mình với chị Mai hay có cái xu hướng trả lời các bạn một cách an toàn, như là tụi mình khuyên là thôi đừng có đụng vô cái chốt đó, bất đắc dĩ nó mới xài thì vì sợ hư. Nhưng mà thật ra sau này khi mình đọc nhiều tài liệu hơn thì mình thấy là cái việc mà chúng ta thỉnh thoảng mới sử dụng cái cót đó, hay thậm chí là mỗi ngày một lần á, thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới đồng hồ về lâu về dài. Tại vì đồng hồ đằng này mà cũng phải nên đi bảo dưỡng định kỳ, và đâu phải là xài một cái đồng hồ mà 5-7 năm xài liên tục đâu, thì nó cũng sẽ có những lúc là đem đi sửa chữa thôi. Có xin lỗi, chúng ta đi bảo hành, đi gọi là bảo dưỡng để kiểm tra
nguyên cái bộ máy thôi. Cho nên là cái việc mà chúng ta lên cót tay á, thì lên lên cũng được, đừng có lạm dụng á. Ví dụ là lâu lâu thấy đồng hồ sợ nó hết cót, bắt đầu cố tình đè đổ để nó vặn dùng một ngày vặn 3-4 lần thì đúng là nó gọi là lạm dụng. Còn việc các bạn đeo mỗi ngày lên với có một lần hay là thỉnh thoảng đeo lên với có thì đó là một việc nó cũng không có ảnh hưởng quá nhiều đồng hồ. Mà nếu các bạn không có khả năng đầu tư, khi bạn không có muốn có một cái hộp xoay thì cái việc lên với có các bạn nó cũng hợp lý thôi. Cho nên là bạn hoàn toàn yên tâm về cái vấn đề này ha. Vậy là mình hoàn toàn có những cái cách bảo quản như vậy. Dạ, đúng rồi. Cho mỗi đồng hồ Trustwatch này của bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ tới một câu hỏi nữa của bạn Google Doodle. Một cái tên khá là hay. Rồi, nội dung câu hỏi sẽ là cho mình hỏi chiếc Seiko 5 SRBH29 của mình khi mà bạn cót tay lên tới hơn 30 vòng á, mà mình vẫn không có cảm giác là thấy nặng tay nên không biết là đầy cót hay chưa. Và khi lên cót tay đến gần 30 vòng thì kim dây mới chạy, vậy thì đồng hồ của mình có bị gì hay không? Hay là nó được thiết kế như vậy? Mong được trả lời. Mình cảm ơn. Rồi, ở đây thì đội ngũ đồng hồ Hải Triều cũng có đưa một cái con số rất cụ thể. Thì với cái mẫu đồng hồ của bạn á, thì Hải Triều cho cái thông số vòng quay á, là 45 vòng mới đầy cót. Có nghĩa là khi mà các bạn quay mới 30 vòng thôi, các bạn phải quay 45 vòng là gấp rưỡi nữa mà. Thì nó mới đầy cót, thì coi như là cái con số 30 vòng bạn nó vẫn là hoàn toàn bình thường. Thì bạn chịu khó quay thêm một chút xíu nữa để cho nó đầy cót ha. Tuy nhiên thì cái mức 45 vòng này mình tin là đồng hồ Hải Triều đưa ra trong cái trạng thái là đồng hồ nó không còn một tí xíu có họ luôn, nó không còn năng lượng, nó đang đứng yên. Còn cái việc mà đồng hồ của bạn ngày nào cũng sử dụng á thì cái mức độ cót nó cũng sẽ còn, có nghĩa là không phải ngày nào mà các bạn cũng ráng quay cho đủ 45 vòng riết là nó sẽ đứt cái gì cót đó. Các bạn nên đúng là bạn phải theo dõi cái độ nặng khi mà chúng ta quay gì cót, không nhất thiết là 45 vòng. Ví dụ là nó còn dư năng lượng ngày hôm qua, ví dụ còn dư 20 vòng đi, thì các bạn hôm nay các bạn chỉ còn quay 25 vòng thôi là đủ rồi. Thì chúng ta cũng nên để ý thêm về cái độ nặng tay khi mà xoay ha. Còn về cái con số cụ thể thì từ 45 vòng là cái đồng hồ đủ, nên là 30 vòng mà chưa thấy nặng tay là một cái việc bình thường ha. Rồi, chúng ta hãy cùng chuyển qua câu hỏi tiếp theo của bạn Minh. Bạn có hỏi là dạ cho em hỏi đồng hồ pin có nhiều chân kính sẽ tốt và bền hơn đồng hồ ít chân kính hoặc thậm chí là không có chân kính nào cả đúng không ạ? Rồi, câu hỏi về chân kính là hình như là gần đây chị Mai cũng làm một cái clip về chân kính đồng hồ đúng không nè. Thì cái chân kính đó, nó sẽ theo mình, nó sẽ có hai cái tác dụng chính. Thứ nhất, cái tác dụng mà gọi là bề nổi đi, đó chính là trang trí đồng hồ. Thì người ta sẽ sử dụng những cái viên đá quý gì đó để có thể trang trí đồng hồ đẹp hơn, rồi nó nâng cái giá trị đồng hồ hơn. Cái tác dụng thứ hai và cái tác dụng quan trọng nhất đó chính là nó giữ cái chất lượng đồng hồ, nó giảm ma sát, nó giảm những cái va đập của đồng hồ. Có nghĩa là ở trong đồng hồ có những cái chi tiết nhỏ các bạn, thì nếu mà không có chân kính á, thì mấy cái bánh răng nó sẽ tác động trực tiếp với nhau. Thì kim loại đụng kim loại thì lâu về dài nó sẽ bị mòn đi. Thậm chí có dầu nhớt bôi vô thì qua thời gian nó cũng sẽ bị mòn. Cho nên là thay vì nó tác động trực tiếp nhau thì nó sẽ tác động thông qua một cái trung gian là các bạn chân kính này. Cái chân kính là một cái đá quý và nó cứng hơn cái kim loại bình thường, cho nên là nó sẽ giảm đi cái bộ độ mài mòn của cái đồng hồ này, nó sẽ giảm đi những cái sai số. Tại vì nếu có lực ma sát thì rõ ràng cái chuyển động của đồng hồ nó sẽ không có được mượt mà, nó sẽ có một cái độ dừng nhất định. Thì nó giảm được cái lực ma sát là nó cũng giảm đi cái độ mài mòn của cái những cái chi tiết bên trong. Thì đó là cái tác dụng của chân kính. Thì đối với đồng hồ pin á thì chân kính thường mình thấy maximum là khoảng 8-9 chân kính là quá nhiều rồi. Đối với đồng hồ cơ thì nó lại mang nhiều giá trị về thời trang này kia thì nó sẽ bỏ nhiều hơn. Nhưng riêng về đồng hồ pin á thì mình nghĩ là khoảng từ 6-7 chân kính là đủ. Cho nên bạn cũng theo dõi thử coi là cái đồng hồ mình mua là có bao nhiêu chân kính. Tại vì thật ra có nhiều quá nó cũng không tốt. Nhất là nó tăng tiền các bạn hơn. Thứ hai là nó những cái vị trí nó không phù hợp thì nhiều khi lại phản tác dụng. Cho nên có từ khoảng 6-7 chân kính là phù hợp. Đôi khi nó có những cái mẫu đồng hồ mà nó chỉ có dừng lại ở cái mức là 3 chân kính nữa cơ. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, nên là các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc về những cái thông tin mà mẫu đồng hồ này cung cấp để các bạn có mang cho mình cái sự lựa chọn tốt nhất, phù hợp nhất nha. Rồi ok, hoặc là để tìm hiểu rõ hơn về cái phần chân kính này thì các bạn cũng có thể click vào cái đường link ở video bên dưới mà mình đã làm cách đây vài ngày thôi để các bạn có thể tham khảo thêm về chân kính là gì và những cái thông tin xung quanh những cái chân kính đó nhá. Ok, vừa rồi là những câu hỏi mà mình có ở trong cái chuyên mục Q&A ngày hôm nay. Và một lần nữa rất là hy vọng các bạn có thể tiếp tục đặt thật là nhiều những câu hỏi để tụi mình có thể giải đáp trong những cái số Q&A tiếp theo nữa. Và các bạn cũng đừng quên like, share, subscribe cho kênh Đu Hoài Chiều nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào tạm biệt.